Hey bro, chào mừng mọi người quay trở lại với XTY Channel và rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một sản phẩm sắp ra mắt của Oppo, một chiếc flagship đã mất tới 5 năm chờ đợi của cộng đồng fan Oppo trong nhiều năm vừa qua. Đầu tiên thì khi nhắc tới thương hiệu Oppo, phần lớn những người có quan tâm công nghệ ở nước ta sẽ có kiểu suy nghĩ là đó là cái thương hiệu dành cho người dùng phổ thông, ít quan tâm tới công nghệ, là những người không quan trọng cấu hình, tính năng, chỉ quan trọng selfie này nọ. Tuy nhiên, đã từng có một Oppo sáng tạo cực kỳ với dòng N có camera xoay hay là dòng Find flagship với nhiều tính năng cao cấp, đặc biệt là chiếc máy có màn hình 2K đầu tiên trên thế giới. Mình cũng từng là fan của Oppo ở thời gian trước đây. Và sau chiếc Find 7 thì tới nay chúng ta luôn chờ đợi một chiếc flagship thật sự đến từ Oppo. Và cuối cùng, sau 5 năm chờ đợi thì có những dấu hiệu đầu tiên của việc Oppo sẽ cho ra mắt một chiếc flagship với đầy đủ những tính năng cao cấp nhất của thế giới Android thời điểm hiện tại trong thời gian sắp tới. Và toàn bộ những thông tin đó thì mình sẽ chia sẻ trong video hôm nay. Đầu tiên sẽ là một chiếc máy trong giới Android có màn hình full viền và cái cầm sẽ được loại bỏ 100%. Mình nói cái cầm ở đây để phân biệt với iPhone X. Chiếc máy đầu tiên trên thế giới loại bỏ được phần viền bên dưới hoàn toàn 100%. Thì Oppo Find 10 cũng là chiếc máy tương tự, khi mà chiếc máy sẽ được trang bị màn hình Super AMOLED có khả năng uốn cong được. Do vậy nên Oppo Find 10 sẽ loại bỏ được 100% cái phần cầm của chiếc điện thoại bên dưới. Tiếp theo là với phần tay thỏ bên trên. Nhắc lại một lần nữa thì đây là chiếc máy cũng sẽ được trang bị tay thỏ giống như phần lớn những sản phẩm vừa được ra mắt trong thời gian sắp tới. Chiếc máy sẽ có phần tay thỏ, tuy nhiên với mỗi phiên bản khác nhau thì phần tay thỏ này cũng sẽ khác nhau. Với phiên bản bình thường cũng như giá rẻ thì phần tay thỏ này sẽ được khuyết theo dạng bo cong giống như logo Oppo. Và phần này rất là nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với những cái sản phẩm có tay thỏ khác trên thị trường. Tuy nhiên với phiên bản cao cấp được trang bị nhận diện khuôn mặt 3D thì phần tay thỏ này sẽ rất lớn để trang bị camera True Depth giống như sản phẩm iPhone 10 hay sản phẩm Mi 8 Explorer Edition của Xiaomi vừa mới được ra mắt. Cùng với đó thì cái phần mặt trước này như mình nói lúc nãy là một sản phẩm có màn hình full viền tỷ lệ 19:5:9, công nghệ màn hình sử dụng là Super AMOLED và kích thước là 6.34 inch. Ngoài ra thì chiếc máy cũng được trang bị một phần viền LED phía bên dưới để phát sáng bật thông báo. Đó là cái điểm đặc trưng của những sản phẩm dòng Find. Nếu bạn nào từng sử dụng qua Find 5, Find 7 thì chắc chắn sẽ biết tính năng này. Nói về mặt lưng thì chiếc máy này sẽ có mặt lưng được làm bằng kính khuôn viền bằng kim loại. Tuy nhiên không giống như những sản phẩm làm bằng kính khác, chỉ đơn giản là thay đổi ánh sáng theo góc nhìn. Trên sản phẩm Find 10 lần này sẽ được trang bị rất nhiều họa tiết khác nhau dành cho mỗi phiên bản khác nhau. Trong đó những phiên bản được lộ diện ra gần đây chúng ta sẽ có hình oval này, hình vuông được xếp chồng hoặc là một hình vũ trụ galaxy như bầu trời đêm, cực kỳ hút mắt và độc đáo. Đó là một cách xử lý một chút sáng tạo và một chút mạo hiểm của Oppo. Tuy nhiên những sản phẩm đó chắc chắn sẽ được người dùng đón nhận. Đó là một chút thông tin về ngoại hình, còn về phần cấu hình thì sẽ giống như những chiếc máy được ra mắt trong thời gian gần đây. Chúng ta sẽ có nhiều hơn là một phiên bản. Trong đó, phiên bản giá rẻ có giá dưới 10 triệu đồng sẽ được trang bị con chip Qualcomm Snapdragon 710 với dung lượng RAM cơ bản là 4GB. Phiên bản Oppo Find 10 bình thường với con chip Qualcomm Snapdragon 845 và 6-8GB RAM. Và phiên bản đặc biệt cao cấp nhất sẽ được trang bị vân tay nhúng vào bên trong màn hình này, camera nhận diện 3D, cùng với đó là 6-8GB RAM là phiên bản cấu hình cao cấp nhất. Sau ngoại hình và cấu hình thì mình sẽ nói về những tính năng đặc biệt của chiếc máy này. Thì trong nhiều năm qua, dù không ra mắt bất cứ một sản phẩm cao cấp nào, nhưng mà Oppo luôn luôn trình làng những công nghệ cực kỳ độc đáo và mới lạ của hãng. Tức là chỉ ra mắt thôi, không trang bị lên sản phẩm nào cả. Bởi vì Oppo luôn ra mắt những sản phẩm tầm trung để đánh vào đối tượng khách hàng bình dân. Tuy nhiên trong năm nay thì toàn bộ những công nghệ cao cấp mà Oppo đã nghiên cứu trong nhiều năm qua sẽ được trang bị trên chiếc Oppo Find 10 lần này. Đó chính là công nghệ sạc nhanh Super VOOC. Đó chính là công nghệ sạc nhanh nhất trên thế giới thời điểm hiện tại, với khả năng sạc đòi nguyên pin khoảng từ 3.300 tới 4.000 mAh chỉ trong vòng 30 phút mà không coi nóng máy, không coi chạy pin. Đó chính là công nghệ sạc tốt nhất, nhanh nhất trên thế giới thời điểm này. Cùng với đó chính là công nghệ zoom quang liên tục đặt trong chiếc máy mà không làm dày lên cái ống kính, bằng cách là sử dụng công nghệ ống kính tiềm vọng giống như trên tàu ngầm, khi mà hệ thống ống kính sẽ được đặt ngang bên trong chiếc máy. Do vậy, camera thứ hai của chiếc Oppo Find 10 có thể zoom quang từ 2x tới 5x mà hoàn toàn phẳng chứ không bị lồi lên quá nhiều. Đồng thời, camera thứ hai của chiếc máy này cũng có độ phân giải rất cao tới 24MP, khẩu độ f1.7. Còn camera trước thì bởi vì đây là chiếc máy đến từ Oppo nên được trang bị một chiếc camera trước chất lượng, khẩu độ lớn này, độ phân giải cao.
Và chế độ thông minh AI này nọ khiến cho những ảnh selfie sống động, tươi sáng thì đó là điều hoàn toàn đương nhiên. Và mình luôn luôn đánh giá Oppo là thương hiệu làm camera selfie tốt nhất trên thế giới ngay thời điểm này. Nói chung, túng vấy lại thì Oppo Find 10 thật sự là một sản phẩm cực kỳ đáng chờ đợi sau khoảng 5 năm Oppo nghiên cứu. Sản phẩm này sẽ có cấu hình cao cấp, thiết kế độc đáo và rất nhiều tính năng sẽ mang lại cái công dụng thực tế cho người dùng, như là màn hình tràn viền này, như là camera zoom quang, chống rung tốt. Bên trên là toàn bộ những thông tin về chiếc Oppo Find 10. Mong rằng sản phẩm này sẽ xóa được cái mác Oppo là thương hiệu chỉ quan trọng selfie và những tính năng thì không quá độc đáo, không quá sáng tạo. Mong rằng những thông tin mình đưa đến trong video ngày hôm nay thật sự bổ ích. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và đừng quên like, share, subscribe, bật thông báo để không bỏ lỡ video mới từ bọn mình.